Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khám phá Tubi. Rất vui được gặp lại các bạn trong video của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, nước có ở khắp mọi nơi. Nó có trong cơ thể chúng ta và hầu hết hành tinh của chúng ta được tạo ra từ chất lỏng quan trọng này. Chúng ta có đại dương, sông, hồ và tất cả các loại nước tự nhiên và nhân tạo. Nhưng đôi khi rất nhiều điều điên rồ có thể xảy ra trên bề mặt và dưới đáy của những nơi này. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về những sự cố bí ẩn liên quan đến nước. Một số trong số này là những hiện tượng điên rồ nhưng đã có sự giải thích của khoa học, nhưng một số khác lại không thể giải thích. Và tôi đoán vì tất cả chúng ta đều là cư dân trên cạn, nên chúng ta không biết nhiều về tất cả những thứ xảy ra trên bề mặt và ở độ sâu của những vùng nước này đâu. Một, phát quang sinh học. Đại dương là một nơi kỳ diệu. Nó là nguồn cảm hứng cho những câu chuyện cổ tích và chuyện dân gian, nói về các sinh vật biển có thể biến hóa thành người, ví dụ như nàng tiên cá. Nhưng khi lớn lên, chúng ta bắt đầu hiểu rằng rất nhiều câu chuyện trong số này có lẽ chỉ là hư cấu, và chúng ta không còn tin vào những điều đó nữa. Tuy nhiên, khi lần đầu tiên nhìn thấy một đại dương phát sáng, chúng ta có thể dễ dàng lại bắt đầu tin vào đủ loại câu chuyện huyền diệu. Nhưng hiện tượng này đã được khoa học giải thích. Nó được gọi là phát quang sinh học và nó được tạo ra bởi các sinh vật dưới nước có khả năng phát ra trong bóng tối để tự bảo vệ mình trước những kẻ săn mồi. Những sinh vật này có một số hóa chất trong cơ thể chúng hoạt động cùng với oxy để tạo ra ánh sáng phát quang sinh học. Đó là một điều tuyệt vời để chiêm ngưỡng và nó có thể dễ dàng khiến bạn cảm thấy như đang ở trong một thế giới thần tiên. Bạn có muốn hô biến ngay thành nàng tiên cá cất tiếng hát giữa đại dương lấp lánh này không? Hai, Baltic và biển Bắc. Có một bãi biển ở Đan Mạch, nơi bạn có thể nhìn thấy một hiện tượng nước kỳ thú chỉ có ở vùng này. Đó là điểm giao nhau giữa biển Baltic và biển Bắc. Nhưng điều đáng kinh ngạc ở đây là cả hai gặp nhau nhưng lại không hề trộn lẫn vào nhau. Và bạn có thể thấy sự phân chia rõ ràng nơi một biển kết thúc và biển kia bắt đầu. Có một dòng bọt trắng dày đặc ngăn cách chúng và nguyên nhân là do sự trao đổi trầm tích giữa hai khối nước. Nhưng lý do chúng không trộn lẫn hoàn toàn là mỗi loại có mật độ và độ mặn khác nhau. Hai biển đến từ hai hướng khác nhau và có tính chất khác nhau. Bạn thậm chí có thể thấy rằng một bên sẽ có màu đậm hơn bên còn lại. Có rất nhiều video và hình ảnh trực tuyến về các vùng nước khác nhau đến với nhau với sự phân chia rõ ràng giữa chúng. Nhưng không có cái nào ấn tượng bằng vạch trắng rõ ràng phân chia Baltic và biển Bắc. Ba, hồ mất tích. Hãy tưởng tượng một hồ nước chỉ xuất hiện một lần mỗi năm. Tôi đoán có rất nhiều nơi như vậy trên khắp thế giới. Nhưng tôi nghi ngờ không có nơi nào trong số đó thú vị như hồ nước ở Portland, Oregon. Bạn thực sự có thể nhìn thấy hồ trong mùa đông. Nhưng khi bắt đầu đổi mùa, nước thoát qua một cái hố rộng 1,83m và biến hồ thành một cánh đồng gần như khô cạn. Sự thật sau sự mất tích này là nước được rút vào một ống dung nham. Vào dịp cuối thu đầu đông, nước hồ ngập tràn để chúng ta có thể nhìn thấy được là do có các trận mưa hay bão tuyết. Du khách và dân bản địa từng ném thử một số vật dụng xuống miệng hố, bao gồm cả bộ phận xe ô tô, động cơ, các mảnh vụn để ngăn sự thoát nước nhưng không thành công. Các bạn có ai muốn thử ném người yêu cũ xuống cái hố thần kỳ này không? Biển bốc hơi. Khói trên biển đen tạo ra bối cảnh hoàn hảo cho bất kỳ câu chuyện nào liên quan đến các con tàu ma hoặc các vụ mất tích ở giữa đại dương. Đây là một hiện tượng rất phổ biến trên vùng biển đen. Nguyên nhân là do độ ẩm của nước biển tiếp xúc với gió lạnh lơ lửng trên bề mặt của nước. Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở biển đen, nó còn có thể được nhìn thấy ở các vùng nước khác nhau trên thế giới. Có thể các bạn cũng đã từng bắt gặp hiện tượng này ở đâu đó.
nhưng không thể phủ nhận nó quá đẹp và ma quái. Nếu ngày ngày lang thang trên biển đen giữa khung cảnh ma mị thế này, biết đâu mình lại trở thành tiểu thuyết gia chuyên viết chuyện kinh dị ấy chứ. Năm, vật thể lạ dưới đáy biển Baltic. Những gì tôi sắp cho bạn thấy chắc chắn trông giống như thứ gì đó đến từ hành tinh khác. Đây là một vật thể rất lạ được các nhà thám hiểm biển sâu tìm thấy vào năm 2011. Nó nằm ở độ sâu 90m so với bề mặt. Kích thước của nó lớn gấp đôi một chiếc xe buýt ở London. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà thứ đó lại nằm ở đáy đại dương? Nó giống như một cái gì đó từ bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao. Một số chuyên gia tin rằng vật thể đó đã được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, có thể khiến chúng ta tin rằng thứ này có thể đến từ những sinh vật bên ngoài không gian. Có thể lắm chứ, ai mà biết được chuyện quái thì đã xảy ra. Bức ảnh mình chọn làm ảnh đại diện video hôm nay tập hợp tất cả những thứ điên rồ. Có một con cá sấu nhảy ra khỏi đại dương gần một chiếc thuyền trông kỳ lạ và rất nhiều nước bắn tung tóe khắp nơi. Nếu điều gì đó như thế này xảy ra, chắc chắn đó sẽ là sự cố liên quan đến nước kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Và mình đoán đây là nơi mà một sự cố bí ẩn có thể xảy ra. Có lần một nhóm du khách đang ở trên thuyền và họ đã nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ bật ra khỏi mặt nước. Hãy cùng tìm hiểu xem nó là gì với vị trí tiếp theo của chúng ta hôm nay. Hòn đảo được hình thành. Trái đất thay đổi tất cả theo thời gian. Chúng ta có thể không nhìn thấy điều đó, nhưng hành tinh của chúng ta liên tục di chuyển và rất nhiều thứ đang diễn ra ngay dưới chân chúng ta mà chúng ta thậm chí còn không nhận thấy. Đó là bởi những thay đổi này liên tục chuyển động. Và bạn biết không, những hòn đảo có thể hình thành bất cứ lúc nào. Đôi khi không thể tin nổi khi quá trình này xảy ra ngay trước mắt chúng ta. Hòn đảo Nishinoshima ở Nhật Bản được hình thành sau một vụ phun trào vào năm 1973. Và sau đó vào năm 2013, một hòn đảo tên Yaya được hình thành ở Nga. Có nhiều cách mà các hòn đảo có thể hình thành, nhưng phổ biến nhất là khi các mảng kiến tạo di chuyển gây ra động đất cuốn trôi lục địa. Sự đẩy và kéo của mảng kiến tạo sinh ra núi lửa, sau đó núi lửa phun trào. Khi magma nóng từ vụ phun trào dâng lên bề mặt, nó sẽ tích tụ và tạo ra những gì chúng ta biết đến như một hòn đảo. Nhờ vào NASA, trong những năm gần đây, chúng ta có thể thấy sự ra đời và tiến hóa của một hòn đảo nhỏ ngoài khơi gần bờ biển Tonga. Chúng ta có thể thấy hòn đảo được hình thành như thế nào và nó đã phát triển, thay đổi ra sao trong vài năm qua. Sẽ khá tuyệt nếu có thể được nhìn thấy một hòn đảo hình thành ngay trước mắt. Nhưng nếu mình may mắn như vậy, có lẽ giờ này mình đã giàu to nhờ chúng Việt Lốt rồi. Vòng tròn hoa văn bí ẩn. Vòng tròn hoa văn bí ẩn đã khiến mọi người sợ hãi và gây lo ngại trên toàn thế giới. Sự xuất hiện của nó đã khiến nhiều người tin vào sự xuất hiện của người ngoài hành tinh, cùng tất cả các loại thuyết âm mưu xung quanh sự hình thành của những vòng tròn ấn tượng này. Thực tế, các vòng tròn hoa văn dưới nước này có chu vi hơn 1,83m. Chúng thậm chí còn có đá phiến và các vật dụng khác được đặt xung quanh như đồ trang trí. Các vòng tròn lần đầu tiên được phát hiện ở dưới Anami Oshima, một hòn đảo ở Nhật Bản. Sau đó, người ta đã nghiên cứu ra sự thật rằng những vòng tròn này là công việc mà cá nóc làm khi tìm người yêu. Chỉ một con cá nhỏ thôi cũng đủ làm cho cả thế giới phải hoang mang. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thích tin rằng các mô hình bí ẩn chắc chắn là sản phẩm của những sinh vật siêu việt đến từ ngoài không gian. Con người đúng là khó hiểu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Video hôm nay đã mở mang tầm mắt và cho chúng ta thấy rằng nước bí ẩn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Sau khi xem xong, các bạn cảm thấy đâu là sự cố bí ẩn nhất mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy dưới đáy đại dương? Hãy chia sẻ ngay với chúng mình ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên like, share, subscribe channel để đồng hành cùng chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.